Xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh ông chị em xa xứ nha. Thì kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Thủy vô an và tự rồi cô chú anh chị. Giờ Thủy ngồi Thủy ăn bánh mì chay nè, bánh mì miễn phí nha cô chú anh chị. Chị gái Thủy với lại em út của Thủy cũng đang ngồi ăn bánh mì chay, ngồi nghỉ mệt một xíu. Thủy mời ông bà cô chú anh chị ăn bánh mì chay với Thủy nha, ngon lắm cô chú anh chị. Nè bánh mì ai treo quá trời, ngon không? Ngon lắm. Kệ, đúng không chị gái? Bây giờ lấy ra không có đâu á. Không không. Út em cái Út. Bánh mì của chú anh chị thấy treo ra. Chỗ nào cũng có đồ ăn. Bánh mì ngon. Bánh mì phỉ gì? Cũng được, ngon mà. Chay, ở đây đều chay hết. Còn không ăn không? Ủa, nãy biết kem điện nói gì vậy? Nói đi học không? Có đi học hả? Mà giờ này mới đi hay sao? Cứ cơm được. Đang ăn mắt mì. Cắt rồi con, cắt luôn á. Rồi, cô chú anh chị thấy không? Mấy cô chú anh chị đó là phong quả. Hồi nãy có thấy gì Tư cho không mà Thủy ăn bánh mì xong rồi cô chú anh chị. Thủy mới ăn bánh mì xong, giờ chị gái Thủy với em Thủy đi vô cúng dường ở chùa An Hòa Tự nha cô chú anh chị. Bữa nay đâu có đông đâu, kệ cho em nó vô. Em nó đang bệnh cho em vô. Đây nè cô chú anh chị, em gái Thủy với lại chị gái Thủy sẽ cúng dường ở đây năm nào cũng vậy nha. Chị gái Thủy năm nào cũng xuống An Hòa Tự cúng dường hết cô chú anh chị, với lại em gái Thủy nữa. Chị gái Thủy cúng 10 triệu nha cô chú anh chị nha. 10 triệu cúng dường cho An Hòa Tự để người ta tu bổ chùa chiền đó cô chú anh chị. Là ở đây là nó nội dung thì nó ở trong cái này cái gì đó. Nội dung là để mà mình là nó không riêng vô cái việc nào đó.
ví dụ trong chùa và bất cứ cái gì mà nó cần thiết á, thì người ta sẽ đem cái đồng tiền này ra để mà người ta là người ta sử dụng á, như vậy đó, thì không có gì hết. Dạ. Thì, năm nào con cũng xuống. Thì mấy cô gửi đây, thì dạ, chúng tôi cũng để vào cái quỹ trong chùa này, khi mà cần thiết xài vậy đó, tức là sửa chữa chùa hay là thiếu thốn cái gì đó thì mình mua thêm. Thôi cũng thay mặt là chùa để cảm ơn mấy cô ha. Vậy là mấy cô ở Củ Chi hả? Dạ. Năm nào tụi con cũng xuống. Đi đi nên cẩn thận chút nha. Vàng dòng tiền bạc thì đó, ở đây là nói chung ra là dùng cái từ là ăn cướp luôn, chứ không còn có nói mà ăn giật nữa, tức là nó có thể nó đè người ta xuống, nó lột, nó chấn áp, nó lột lấy luôn rồi. À, nói chung ra thật ra mà nói bị cái đoàn người của mình nó quá nhiều, mà cái lực lượng ở đây đó về mặt công an ở đây thì nó đi đầu đầu kia, nó tức là nó nhiều cái đội từng giải, mà đa số là ghi cái này giấy riêng ha. Là xin coi cái này để chân là lấy cái giấy ra đi, cái này đi. Cái này nè, chút xíu nữa cô sẽ đưa cho em đi qua cái bàn, em gọi em chụp hình qua bên Nguyễn Thị Quý. Nguyễn Thị Quý ha. Đi xong rồi cái em đi qua bên đây nè, lấy cái bàn gì nè. Dạ dạ. Ngồi đó, cái em chụp hình hoặc là cái gì đó làm sao cũng được. Quý này quý dài ha, quý ngắn. Cũng ở Củ Chi luôn ha. Vậy là cũng con cũng 5 triệu ha. Mà quay ở đây mà có cái gì đâu mà mấy ông này phải nghe thấy ra. Dạ đúng cái, rồi. Mấy ông á là bây giờ á là nói em không có chừng nào em có nào em cứ ở đây em thấy ấy, người ta không phải la rầy gì mình chứ mình. Mấy đứa con nè, mấy đứa con đi chỗ này nè, đi chỗ cũng tiền, mấy đứa con đi chơi chứ mà gì nào mấy con canh hỏi cho mấy con cho mấy con nha. À, anh ở đâu ạ? À? Ở Long An. Anh cho cũng 500 hả? Dạ 500. Rồi nhà cảm ơn ai đi chút xíu coi coi tôi lo tôi lấy cái này rồi bây giờ ông ấy đi chơi hay là ông đi đâu xuống bếp tôi vô. Chị gái thì với lại em gái thì mới cũng tiền của em và tự xong thì cũng chừng chị gái thì cũng 5 triệu chị gái thì cũng 10 triệu mà ở đó thì cũng có xô quay với nhiều đây nhà lưu niệm của đức thầy nè cô chú anh chị. Giờ thủy vào trại cơm hòa tự để ăn nha cô chú anh chị nha, ăn xong về đi tới nhà ông Năm. Tối nhà ăn rồi nè cô chú anh chị ơi. Rồi mình ăn cái gì thì mình vô người ta sẽ bưng ra cho mình.
đó, cô chú anh chị thấy không? Ăn uống miễn phí luôn. Anh cho em với à, bàn này nè anh nè, đây ăn uống miễn phí luôn nha cô chú anh chị. Anh trai này dễ thương lắm nè cô chú anh chị, ảnh làm công quả luôn nha cô chú anh chị nha, ảnh bưng cơm tới cho chị em Thủy luôn. Có nước không anh? Mấy anh trai này là làm công quả luôn là cô chú anh chị. Im đi để mẹ quay. Đúng rồi. Rồi ngồi ăn đi. Lấy một dĩa cho nó hả vậy đó. Nó ăn nó mới đi theo. Không ăn đi theo không chơi. Ăn đi. Chị gái cũng 10 triệu, Út cũng 5 triệu. Ngồi ăn đi con, múc ăn đi. Ăn đi. Kệ. Anh ơi, cho em dĩa cơm nha. Cho em dĩa cơm anh. Dạ, cảm ơn anh. Thủy cũng ăn cơm của Thủy luôn nha cô chú anh chị. Thủy sẽ ngồi ăn cơm nha cô chú anh chị nha. Hả? Gì? Có ăn canh không con em? Cho miếng cơm không? Còn thiếu là vậy lấy cơm thêm. Dạ. Chị gái Thủy ăn cơm mà người ta cho cơm luôn nè cô chú anh chị, ăn miễn phí luôn. Còn Thủy hồi nãy ăn cơm ở trong trại cơm rồi. Nè ai mà từ thiện là nó đứng kế bên nha chị gái nha. Đó nó đó chị gái. Đó nó mặc quần. Màu kết đen. Chỗ nào mà từ thiện là nó đi tới nha gái. Ờ. Đó đó nó đứng ở chỗ đó. Đó nó đứng. Chỗ ngang từ thiện thôi, có người mà đem tiền cho từ thiện là nó đứng 4-5 thằng.
đó, vừa nó đi qua đây rồi đó, đó nó nha, đó đó nè, coi nè, đó hai thằng luôn, hai thằng luôn, đó cái thằng đó, nó đi theo, nếu mà nó ấy được của ai nó ấy, nó uống về sau á, nó đi theo sau á, chị gái thấy chưa? Ba bốn đứa luôn, khổ nhân sản. Ba bốn đứa luôn á, ba bốn thằng á, nó lấy nó đưa cho thằng này, lấy đưa cho thằng kia. Đó đây nè, thằng áo xanh này nè cô chú anh chị, đúng rồi, đó thằng áo xanh đó, 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 đó. Thằng áo xanh đó nha cô chú anh chị nha, đó áo xanh áo đen đó, đồng bọn của nó cô chú anh chị ơi, hồi nãy nó gõ đầu Thủy đó cô chú anh chị, Thủy định báo bảo vệ đây nè, nhưng mà nó đi chỗ ngang nào mà nó đi tới chỗ ngang nào mà nó cảm thấy nó lấy được, nó đang đứng á, nó dậy qua dù em chỗ ngang nào đông là nó đứng thôi, nó đứng để nó móc về túi á. Cô Phương Anh, con Diệu Hiền, con đứng từ xa con phóng hình ra cho nó để bị đăng lên mạng luôn. Mà đâu có đâu, chỗ nào đâu. Nè. À, ô hay. Vậy hồi nãy mà mẹ biết rồi. Nó đi rồi. Tí nữa mình lấy cái video đó ra mình phóng được không con? Chỗ nào đông là đồng bọn nó đứng à. Thôi cái nghề của ông ta em ơi. Đâu? Ở trong cô chú anh chị bữa nay làm ăn khó khăn lắm, cướp giật nhiều lắm cô chú anh chị, mình tự bảo vệ tài sản cho mình. Cô chú anh chị đi trước nha, mà nó để ý mà tiền bạc là nó móc túi liền. Kè nó đứng nữa kìa. Không, nó khổ cái đầu, nó sợ mình vay nó nè, nó sợ mình vay nó. Hiểu không? Vì năm mẹ hiểu rồi. Nó sợ mình vay nó. Nó sợ mình vay nó. Nó y như là có tặc giặc mình á. Ở đây nó nấu cơm chay ngon ha. Cái bà đó có bán cái gì mà có mặc quần áo đó vậy? Cái con gấu á. Chỗ ngang nào đám đông là có. Coi coi đi ngang không, bây giờ nó lẻn rồi sao không nhận.
Rồi em muốn uống sữa. Đây cô chú, trường trung cấp Phật Hòa, Giáo Hòa Hảo. Đây. Rồi mẹ, cho mẹ vô lại đi. Lên hết. Cái hai chiếc nữa. Rồi đi, ai lên trước đi. Ừ, người lớn lên trước đi. Người lớn lên trước đi, cho người lớn lên trước đi. Hai chiếc nhóc nãy đó. Ừ. Lên đây. Đây. Giờ con lên nữa. Ơi, ngồi được không? Chị gái đi sau nha cô chú chị. Ồ, sao tội dữ vậy? À, chú đạp rồi cô chú chị. Đi xích lô cô chú chị ơi, xích lô xe đạp. Úc. Ủa cái mặt của Úc đâu rồi? Thu thu qua đây. Để về lên xích tốt. Mời cô chú chị nha. Uống nước. Đá đường miễn phí nha. Đi xích lô cô chú anh chị. Con dân. Dạ. Qua đường mà giữ xe hơi. Giờ bắt đầu ra xe rồi đi về. Cô chú anh chị. Qua đường bỏ luôn. Qua đường ngay chỗ mình sống năm mới. Gần tới chỗ rồi, qua đó là dừng rồi. Rồi qua bên đó chở lấy tiền luôn nha. Tới chỗ rồi cô chú anh chị. Video cũng dài cô chú anh chị, thỉ ra về đường An Hòa Tự rồi. À, để đi về lại nhà ông Năm đó cô chú anh chị, nhà ông Năm thăm ông Năm.
cô chú anh chị nào yêu quý Thị nhớ đăng ký ủng hộ Thị nha, nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thị. Giờ Thị chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau. Bye bye cô chú anh chị, nhớ theo dõi video tiếp tục Thị đi từ miền Tây quay như thế nào cho cô chú anh chị xem nha. Bye bye.